Hơn 30 năm trước, bộ phim Jurassic Park 1993 của Steven Spielberg đã xuất hiện trên màn ảnh rộng. Chuyển thể từ tiểu thuyết cùng tên của Michael Crichton đã trở thành một trong những hiện tượng văn hóa lớn nhất, ảnh hưởng đến cả lĩnh vực điện ảnh và khoa học. Bộ ba Jurassic Park và Jurassic World đã làm rất tốt việc đưa một số loại sinh vật thời tiền sử nổi tiếng lên màn ảnh rộng. Điều này đã góp phần tạo nên sự phổ biến của chúng đối với công chúng. Cũng vì điều này nên chúng mình quyết định thực hiện mini-series nói về các sinh vật thời tiền sử xuất hiện trên phim. Do số lượng chi tương đối nhiều nên mình sẽ chia nhỏ thành 2 hoặc 3 phần để các bạn dễ theo dõi. Ở phần 1 này, chúng ta sẽ nói về 15 chi khủng long xuất hiện trong các phần phim đầu. Và video này được chúng mình trích dẫn từ nhiều nguồn nên sẽ không tránh khỏi những sai sót. Các bạn có thông tin gì cần góp ý thì đừng ngần ngại để lại bình luận bên dưới để chúng mình khắc phục trong các video sau. Còn bây giờ thì hãy ấn like, subscribe ủng hộ Unjaxa. Rồi chúng ta cùng đến với những nội dung chính của video ngày hôm nay thôi nào. Số 1. T-Rex. Nhân vật đầu tiên xuất hiện chắc chắn phải là vị vua của vũ trụ Jurassic, đó là khủng long bạo chúa T-Rex. T-Rex được coi là nhân vật chính trong hầu hết các bộ phim Jurassic Park mà nó xuất hiện. Trên thực tế, máu của nó được InGen sử dụng để nhân bản tất cả các loại khủng long trong phim là từ một con muỗi đã ăn xác của một con khủng long bạo chúa. Trong phần phim Jurassic Park đầu tiên, T-Rex góp mặt với chiều dài khoảng 12m. Và cũng chính đó đã xuất hiện trong cả 3 bộ phim của bộ ba Jurassic World và có biệt danh là Rexy. T-Rex cũng đã đối đầu với nhiều loại khủng long khác trong suốt loạt phim. Điều này bao gồm The Big One trong bộ phim Jurassic Park đầu tiên, với Spinosaurus trong Jurassic Park 3, Indominus Rex trong Jurassic World, Carnotaurus trong Jurassic World Fallen Kingdom và Giganotosaurus trong Jurassic World Dominion. Ngoài Rexy, các loại khủng long bạo chúa khác cũng từng xuất hiện trong Jurassic Park bao gồm Buck, Dewey, Junior và một con đực giấu tên từ Jurassic Park phần 3. Số 2. Velociraptor. Mặc dù ít phổ biến hơn so với T-Rex, nhưng Velociraptor cũng là một loài khủng long khác đã giữ được độ nổi tiếng của mình trong vũ trụ Jurassic Park. Đây là một trong những nhân vật phản diện của phần phim Jurassic Park đầu tiên và tiếp tục đóng vai trò nổi bật trong tất cả 6 bộ phim của loạt phim này. Velociraptor ở Jurassic Park thường được miêu tả là một nhóm săn mồi thông minh. Phiên bản trên màn ảnh rộng của chúng cũng lớn hơn đáng kể so với Velociraptor ngoài đời thực. Trên thực tế thì Velociraptor trong Jurassic Park được dựa theo kích thước của loài khủng long có tên là Deinonychus nhưng được đặt tên là Velociraptor. Còn lý do gì đó mà mình quên mất tiêu rồi. Trong khi Velociraptor thường được miêu tả với những đặc điểm của loài bò sát, những khám phá khoa học kể từ khi bộ phim đầu tiên ra mắt cho thấy nhóm khủng long này có thể đã có lông vũ. Nhưng các bộ phim sau này trong loạt phim đã bỏ qua sự thật này và giữ nguyên thiết kế ban đầu. Một con Velociraptor tên Blue đã xuất hiện trong cả 3 bộ phim Jurassic World. Số 3. Triceratops. Khủng long ba sừng Triceratops là một trong những nhân vật mang tính biểu tượng của loạt phim Jurassic Park. Trong phim, chúng được miêu tả là loài động vật ăn cỏ hiền lành, sống theo bầy đàn và chỉ tỏ ra hung dữ khi bị đe dọa. Triceratops trong Jurassic Park có vẻ ngoài khá giống với phiên bản ngoài đời thực, chỉ có một vài điểm khác biệt nhỏ, chẳng hạn như đôi chân giống voi thay vì bàn chân có móng vuốt. Trong phần phim đầu tiên, Triceratops đóng vai trò quan trọng trong cốt truyện. Tiến sĩ Alan Brand ở lại công viên để chăm sóc một con Triceratops bị bệnh và tìm ra nguyên nhân gây ra căn bệnh của nó. Một con Triceratops hung dữ đã xuất hiện trong phần phim tiếp theo vào năm 1997 và một đàn Triceratops nhỏ đã xuất hiện thoáng qua trong Jurassic Park phần 3. Chúng là một phần của cuộc triển lãm tại Jurassic World và một phần của công viên được đặt tên theo tên của chúng. Trong phần tiếp theo, người ta thấy một số con Triceratops chạy trốn khỏi ngọn núi lửa Sibo đang phun trào và một trong số chúng đã được giải cứu. Trong phần phim vào năm 2022, Triceratops nằm trong số những động vật tại trang trại chăn nuôi Ceratopsian bất hợp pháp. Số 4. Brachiosaurus. Brachiosaurus là một trong những loài khủng long dễ nhận biết nhất ngoài đời thực và thuộc loạt phim Jurassic Park. Đây là một trong những loài khủng long xuất hiện trong cảnh mở đầu và cũng mang tính biểu tượng khi chúng ta nhắc đến phần phim đầu tiên cho một chuyến tham quan công viên. Nó cũng là loài khủng long đầu tiên thoát khỏi khu vực rào chắn khi hệ thống an ninh của công viên bị vô hiệu hóa. Nó cũng đã xuất hiện trong các bộ phim khác của loạt phim, bao gồm những lần xuất hiện thoáng qua trong Jurassic Park phần 3.
một lần xuất hiện thoáng qua khác trong Jurassic World và là một trong những con khủng long chạy tán loạn khi ngọn núi lửa Sibo phun trào trong Jurassic World Fallen Kingdom. Số 5. Gallimimus. Gallimimus là một trong những loài khủng long đầu tiên xuất hiện trong loạt phim Jurassic Park. Chúng đã xuất hiện trong tất cả các bộ phim trong loạt phim này, trừ Jurassic Park phần 3. Trong phần phim đầu tiên, một bầy Gallimimus đã bị một con T-Rex đuổi theo và một con đã bị gã bảo chúa tiễn về miền cực nhọc. Trong phần phim Jurassic Park The Lost World, Gallimimus là một trong những loài bị thợ săn khủng long bắt giữ, nhưng đã được thả cùng những con khác vào ngày hôm sau. Trong khi những lần xuất hiện đầu tiên của Gallimimus có kích thước gần giống với phiên bản ngoài đời thực, thì những lần xuất hiện tiếp theo trong Jurassic World lại là những cá thể lớn hơn những phiên bản trước đó. Thậm chí trong Jurassic World thì Gallimimus cũng có răng, trong khi khủng long ngoài đời thực lại không có. Số 6. Parasaurolophus. Parasaurolophus là một trong những loài khủng long nổi tiếng nhất trong loạt phim Jurassic Park, xuất hiện trong cả 6 phần phim. Loài khủng long này nổi tiếng với cái màu tương đối kỳ lạ. Đây là đặc điểm đáng chú ý nhất của nó. Parasaurolophus là một trong những loài khủng long nuôi nhốt ở Jurassic Park trong phần phim đầu tiên. Trong phần phim tiếp theo vào năm 1997, nó nằm trong số những loài bị thợ săn khủng long bắt giữ ở Isla Sorna. Parasaurolophus là một trong những điểm thu hút tại thung lũng Gyrosphere trong Jurassic World. Chúng cũng có mặt trong chuyến du hành vào Kỷ Vân Trắng và vườn thú cưng Gentle Giants. Trong phần phim Jurassic World Fallen Kingdom, nhiều cá thể Parasaurolophus bị hóa kiếp trong vụ phun trào núi lửa vì môi trường sống của chúng gần chân núi Sibo. Một số trong số chúng đã được giải cứu và được đưa đến Lockwood Manor để bán đấu giá. Parasaurolophus cũng là một trong những loài khủng long đáng chú ý nhất trong Jurassic World Dominion và xuất hiện trong khá nhiều phần cảnh phim. Số 7. Dilophosaurus. Dilophosaurus xuất hiện trong phần phim Jurassic Park đầu tiên. Như đã biết thì các nhà làm phim đã thay đổi diện mạo của nhiều loài khủng long trong phim. Dilophosaurus có lẽ là một trong những loài khủng long đã được biến đổi nhiều nhất trong loạt phim này. Phiên bản trên màn ảnh rộng không chỉ nhỏ hơn Dilophosaurus ngoài đời thực, mà còn có nhiều tính năng bổ sung, bao gồm cả diềm có thể mở ra để đe dọa đối thủ. Dilophosaurus cũng có thể phun độc độc để làm kẻ tấn công nó bất động. Trong phần phim Jurassic Park đầu tiên, Dilophosaurus đã tiễn Dennis Nedry một đoạn đường đời. Trong phần phim Jurassic World Dominion, ba cá thể Dilophosaurus cũng đã dồn Lewis Dawson vào chân tường và xử gọn gã này theo cách tương tự. Số 8. Compsognathus. Compsognathus có biệt danh là Commie trong loạt phim Jurassic Park. Con khủng long này ngoài đời thực có kích thước chỉ bằng con gà và chủ yếu săn thằn lằn và các loài động vật nhỏ. Những phiên bản trong phim thì lại là những con quái vật nhỏ bé nguy hiểm, đi săn theo bầy và có thể tấn công cả những con mồi lớn. Lần xuất hiện đầu tiên của chúng là trong Jurassic Park The Lost World, nơi một đàn khủng long nhỏ này tấn công một bé gái tên là Kathy Bowman sau khi cô bé cho một trong số chúng ăn. Sau đó, một đàn Compsognathus đã tấn công Dietrich Stark, một thành viên của nhóm đi săn được cử đến Isla Sorna. Và tất nhiên rồi, anh ta cũng đã được chúng đó cho đi nhận cơm hộp sớm. Trong phần phim Jurassic Park phần 3, các loài đồng loại được giới thiệu ngắn gọn trong cảnh Spinosaurus với T-Rex đang cơ bát, nơi những con khủng long nhỏ hơn được nhìn thấy là đang chạy trốn để tìm kiếm sự an toàn. Compsognathus cũng xuất hiện thoáng qua trong phần phim Jurassic World vào năm 2022. Số 9. Bachycephalosaurus. Bachycephalosaurus là một trong những thành viên dễ nhận biết nhất của họ khủng long đầu vòm, được gọi là Bachycephalosaurus. Loài khủng long này đã có mặt trong vũ trụ Jurassic Park kể từ những phần phim đầu. Đây là một trong những loài khủng long được nhân bản trong bộ phim đầu tiên, nhưng không được xuất hiện trong suốt bộ phim. Cho đến phần phim Jurassic Park The Lost World, một con Bachycephalosaurus đã bị những người thợ săn bắt được trên đảo Isla Sorna và được người đứng đầu nhóm thợ săn đặc biệt danh là Briartok vì ông không thể phát âm tên của con khủng long này. Briartok đã trốn thoát và nghiền nát chân của một người đàn ông trong cuộc tháo chạy. Bachycephalosaurus đã xuất hiện trở lại trong Jurassic World. Chúng nằm trong số các loài khủng long được trưng bày tại Bucky Arena, nơi du khách có thể xem những trận đối đầu nổi tiếng của chúng. Bachycephalosaurus cũng được nhắc đến trong phần phim Jurassic World Fallen Kingdom như một loài khủng long sống trên đảo Isla Nublar. Số 10. Marmenkisaurus. Marmenkisaurus là một loài khủng long sauropod lớn nổi tiếng với chiếc cổ cực kỳ dài. Trên thực tế thì loài khủng long này có cổ dài nhất trong tất cả các loài động vật, dù cho là còn sống hay đã tuyệt chủng. Bốn cá thể Marmenkisaurus là một phần của nhóm khủng long nhân bản đầu tiên sống tại Isla Sorna. Trong cảnh những con khủng long trên đảo bị thợ săn bắt giữ, người ta nhìn thấy cá thể Marmenkisaurus đang bước ra khỏi rừng.
một trong những thợ săn đã lái xe máy xuyên qua chân của con khủng long này. Số 11. Stegosaurus. Stegosaurus là một trong những loài khủng long dễ nhận biết nhất trong loạt phim. Nhờ các tấm sừng khổng lồ trên lưng và đuôi giống như gai, trong phần phim Jurassic Park The Lost World, một nhóm nghiên cứu và chụp ảnh khủng long trên đảo Isla Sona đã bắt gặp một gia đình khủng long Stegosaurus nhỏ. Tiếng động phát ra từ một trong những chiếc máy ảnh của họ đã làm loài khủng long này hoảng sợ. Đàn Stegosaurus được giới thiệu ngắn gọn cho một số cảnh của bộ phim này. Trong phần phim Jurassic World, Stegosaurus là một trong những loài động vật được trưng bày tại thung lũng Jagosphere, du thuyền kỳ phấn trắng và vườn nuôi thú cưng Gentle Giants. Số 12. Spinosaurus. Spinosaurus là một trong những loài khủng long chân thú lớn nhất từng tồn tại, chỉ xếp sau T-Rex và Giganotosaurus. Nó có một cánh bờm khổng lồ trên lưng. Đây là đặc điểm dễ nhận biết nhất của nó. Phiên bản Spinosaurus trong bộ phim Jurassic Park cũng giữ lại đặc điểm này. Mặc dù là một trong những loài khủng long được các nhà khoa học dân bản trên Isla Sona, nhưng Spinosaurus lại đóng một vai trò quan trọng trong phần phim Jurassic Park phần 3. Một số người chỉ có thể chạy thoát sau khi Spinosaurus bị một con T-Rex đánh lạc hướng. Hai con khủng long đã solo skill một lúc, và kết quả thì như các bạn đã biết rồi đấy, con Spinosaurus đã bẻ cổ T-Rex một cách tương đối dễ dàng. Số 13. Ankylosaurus. Ankylosaurus là một loài khủng long Bắc Mỹ có bộ giáp dày đặc với chiếc đuôi hình chùy. Con khủng long này là nhân vật thường xuyên xuất hiện trong các phần phim Jurassic kể từ khi lần đầu tiên trong Jurassic Park phần 3. Một đàn Ankylosaurus xuất hiện trong cảnh phim Jurassic World, nơi một trong những con khủng long này đã bị sực bởi một con Indominus Rex sau một nỗ lực thất bại trong việc phản kháng bằng chiếc đuôi hình chùy của nó. Một số loài Ankylosaurus cũng đã có mặt trong vụt phun trào núi lửa nổi tiếng trong phần phim Jurassic World Fallen Kingdom, và sau đó là một trong những loài khủng long đã trốn thoát khỏi Lockwood Manor sau cuộc đấu giá thất bại. Số 14. Ceratosaurus. Ceratosaurus là một loài khủng long có hình dáng kỳ quái với chiếc sừng đặc biệt trên mũi. Nó chỉ xuất hiện duy nhất một lần trong phần phim Jurassic Park số 3. Tiến sĩ Alan Brand và gia đình Kirby đã chạm trán một cá thể Ceratosaurus trên bờ sông khi đang tìm kiếm chiếc điện thoại vệ tinh trong phần của Spinosaurus. Những người họ kinh hãi nghĩ rằng con khủng long sắp tấn công họ, nhưng thay vào đó Ceratosaurus lại bỏ đi. Đây có thể là do mùi phân phản phất của Spinosaurus. Số 15. Corythosaurus. Corythosaurus không được biết đến nhiều trong loạt phim Jurassic Park. Loài khủng long này chỉ xuất hiện một lần trong phần phim Jurassic Park số 3, nhưng cũng có một vài lần nhắc đến trong các bộ phim khác. Trong Jurassic Park phần 3, người ta nhìn thấy một đàn Corythosaurus đang gặm cỏ cùng với một số cá thể Parasaurolophus, nhưng sau đó cái kẹo gặm cỏ nhẹ nhàng của chúng bị gián đoạn bởi tiến sĩ Alan Brand, Billy Brennan, Amanda và Bon Kirby. Những người này đang bị một bầy Velociraptor đuổi theo. Điều này dẫn đến một vụ giẫm đạp khi những người họ chạy qua đàn khủng long. Vừa rồi, mình và các bạn đã cùng đến với 15 loài khủng long đầu tiên trong các phần phim Jurassic Park năm 1993, 1997 và 2001. Nếu các bạn thấy thích mini-series Hoài Đêm Này và muốn chúng mình làm thêm các phần còn lại thì cứ bình luận bên dưới cho chúng mình biết nhé. Nếu thấy video này hữu ích, hãy để lại một like, subscribe cũng như ấn chuông để không bỏ lỡ những video thú vị khác của nhóm chúng mình trong tương lai. Cảm ơn các bạn rất nhiều. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại. My appetite, don't leave me alive.